Những năm gần đây, lượng hàng hóa sử dụng vào các dịp Tết thường có xu hướng tăng từ 15 đến 30%. Còn dịp Tết năm nay, theo báo cáo của các đơn vị phân phối lớn, con số vẫn tăng lên nhưng chỉ vào khoảng 7 đến 15%. Các doanh nghiệp rất tự tin, cam kết phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Đồng thời, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn cung, giá cả hàng hóa được dự báo sẽ không có nhiều biến động. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi giảm giá nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhất là trong tháng cận Tết.